Xin kính chào tất cả các bác. Chào mừng các bác kênh ô tô cũ giá rẻ Duy Khánh. Bên em đơn vị chuyên kinh doanh mua và bán tất cả các loại xe ô tô cũ từ 2 đến 8 chỗ ngồi, có địa chỉ tại số 1 Bắc Sơn An Dương, thành phố Hải Phòng. Và trong ngày hôm nay thì em lại lên sóng báo giá tới toàn thể các bác khoảng hơn 30 đầu xe đăng ký 7 chỗ ngồi. Đó, từ những dòng xe Innova, Kia Carens, Chevrolet Captiva, rồi Jolie, rất nhiều, Mitsubishi Zinger. Đấy, và giá cả thì có thương lượng giảm rất sâu các bác nhé. Đấy, còn em bên em là bán mùa Covid thì bán thu hồi vốn. Đấy, giá giảm rất sâu. Bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này thì nhanh tay nhấc máy gọi điện cho ông Khánh theo số điện thoại 0917165240 hoặc kết bạn Zalo với em để biết thêm chi tiết về những chiếc xe mình cần mua, hoặc có thể đến trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm xem xe và lái thử các bác nhé. Đấy, rất nhiều con dòng xe Toyota Innova. Vâng, chiếc đầu tiên là một chiếc Toyota Innova có năm sản xuất 2014, mang biển kiểm soát thủ đô, bản lâng full ne, với mức giá đề xuất là 368 triệu đồng, sơn xi màu vàng cát, biển thủ đô rất đẹp các bác nhé, 368 triệu đồng. Đó, một chiếc Kia Carens có năm sản xuất 2010, máy xăng, số sàn động cơ 2.0, 215 triệu đồng các bác nhé. Một chiếc Santa Fe Gold có năm sản xuất 2003, lăn bánh lần đầu 2008, mức giá đề xuất là 245 triệu đồng. Một chiếc Ford Everest có năm sản xuất 2011, máy dầu, động cơ 2.5, phiên bản số tự động, với mức giá đề xuất là 428 triệu đồng các bác nhé. Chiếc Mitsubishi Jolie này thì khách đã đặt cọc rồi, nhưng mà cũng chưa chốt lấy xe các bác nhé. 2002, 80 triệu đồng các bác nhé. Tiếp theo đây là một chiếc Toyota Innova có năm sản xuất 2009, bản GC, máy xăng phiên bản số sàn, động cơ 2.0, với mức giá đề xuất 278 triệu đồng. Đấy, giá cả vẫn có thể thương lượng thêm các bác nhé. Vâng, tiếp theo đây là một chiếc Toyota Innova mang biển kiểm soát Thái Bình, có năm sản xuất 2007, bản G, mức giá đề xuất là 199 triệu đồng các bác nhé. 199 triệu đồng thôi. Đã các bác đã có dòng sedan 2 đầu. Đã có dòng xe đăng ký 7 chỗ ngồi nhé, xin các bác. Một chiếc Toyota Innova mang biển kiểm soát thủ đô, có năm sản xuất 2007, bản GC, tên tư nhân, mức giá đề xuất là 255 triệu đồng. Vâng, một chiếc Toyota Innova có năm sản xuất 2015, phiên bản số sàn, động cơ 2.0. Đó, chiếc 2015 các bác nhé. 395 triệu đồng. Form đẹp, được kiểm soát thủ đô. Tiếp theo đây là một chiếc Toyota Innova có năm sản xuất 2013, bản EC, phiên bản số sàn, động cơ 2.0, với mức giá đề xuất là 355 triệu đồng. 2013. Xe này thì bên em đã rút hồ sơ rồi, chỉ việc vào tên trong lốt nhạc thôi. Một chiếc Toyota Innova bản GC có năm sản xuất 2006, xe gia đình không taxi dịch vụ, mức giá đề xuất 255 triệu đồng. Tiếp theo là một chiếc Innova G 2007, xe gia đình không taxi dịch vụ, mức giá đề xuất là 262 triệu đồng. Tiếp theo đây là một chiếc Toyota Innova, đó, có năm sản xuất 2007, 269 triệu đồng, bản GC.
Vâng, một chiếc Toyota Innova bản S xịn, có làm sản xuất 2012, phiên bản số sàn, máy xăng động cơ 2.0, mức giá đề xuất là 330 triệu đồng. Một chiếc Toyota Innova, một chiếc Innova 2014, có làm sản xuất 2014, có mới các bác nhé. Phiên bản số sàn động cơ 2.0, 408 triệu đồng. Một chiếc Toyota Innova 2013 bản S xịn, 375 triệu đồng các bác nhé. Xe rất là sạch sẽ đẹp đấy. Một chiếc Toyota Innova bản S xịn, có năm sản xuất 2012, bản lâng các bác nhé, lâng full e rồi, điều hòa 3 da, gương kính chỉnh điện, với mức giá đề xuất là 289 triệu đồng. Tiếp theo đây là một chiếc Isuzu Highlander, có năm sản xuất 2004, máy dầu động cơ 2.5, với mức giá đề xuất là 169 triệu đồng có nhé. Một chiếc Hyundai Tucson, năm sản xuất 2010, phiên bản số tự động, động cơ 2.0, mức giá là 425 triệu đồng. Một chiếc Toyota Innova bản Z-Lung Full E, Full G, có năm sản xuất 2008, 205 triệu đồng có nhé. Vâng, tiếp theo đây là một chiếc Kia Carens, có năm sản xuất 2007, đăng ký lần đầu 2008, máy xăng, số sàn, động cơ 2.0, nhập khẩu nguyên chiếc, mức giá là 235 triệu đồng. Vâng, tiếp theo đây cũng là một chiếc Kia Carens sơn xi màu bạc đó này, 2009, một chiếc xe đi không taxi dịch vụ, 248 triệu đồng. Một chiếc Chevrolet Captiva có năm sản xuất 2007, đăng ký lần đầu 2008, phiên bản số tự động, động cơ 2.4, mức giá đề xuất là 242 triệu đồng các bác nhé. Tiếp theo đây là một chiếc Toyota Innova bản S xịn, có làm sản xuất 2013, gia đình không taxi dịch vụ, với mức giá đề xuất là 385 triệu đồng. Nào, biển kiểm soát thủ đô, hoàn dáng rất đẹp. Tiếp theo đây là một chiếc Toyota Innova bản G xịn, có làm sản xuất 2006, xe gia đình không taxi dịch vụ, phiên bản số sàn động cơ 2.0, mức giá đề xuất 252 triệu đồng. Vâng, vừa rồi thì em đã review lên sóng báo giá nhanh tới toàn thể các bác những mẫu xe đăng ký 7 chỗ ngồi có mặt tại cửa hàng, hơn 30 đầu xe. Đấy, giá cả vẫn có thể giảm sâu nữa các bác nhé. Bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này thì nhanh tay nhấc máy gọi điện cho ông Khánh theo số điện thoại 0917 152 240, hoặc kết bạn Zalo với em để biết thêm chi tiết về chiếc xe này, chiếc xe mình cần mua. Bác nào thì mới xem video của em lần đầu thì nhớ ủng hộ em bằng cách like, bấm nút đăng ký kênh màu đỏ, bấm nút chuông để cập nhật mẫu xe mới nhất về điện thoại các bác mà em đưa lên. Vâng, em xin được kết thúc video ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bác đã đồng hành và ủng hộ kênh Ô Tô Cũ Giá Rẻ Duy Khánh. Xin chúc các bác luôn mạnh khỏe, cuộc sống thật nhiều niềm vui và luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.